đồng điều này. Đây là một mùa giải rất là khó khăn với Nam Định, bởi vì trước mùa đồng mùa thì xác định là mục tiêu là huy chương thứ ba, nhưng mà cái lực lượng đội bóng không dày như mong muốn. Nhưng mà tất cả các giải thì giải này trên Nam Định chỉ có 12, 13 người thi đấu là rất là may mắn là tôi gặp nhiều những trụ cột gần của anh đứng gần rất nhiều những trụ cột của Tăng Hồng Minh sau khi một mùa giải vừa sẽ ra đi đến đội bóng này rất nhiều người tú. Và anh từng nghĩ gì về cái việc là gắn bó với đội Tăng Hồng Minh, nếu như có những lời mời từ nhiều đội bóng khác mà hợp đồng không kê thì sao? Đặc biệt là khán giả của Đồng Minh, vì không chỉ riêng mùa giải năm nay mà trong